ta thân hay vậy? Chào cả nhà. Này, hành trình U Minh đi bộ cả nha. Hiện tại nước U Minh khá cao ha. Này, nước lên cái đường đi nước chảy ra ngoài luôn rồi. Cao như lúc đầu luôn, mới mưa luôn. U Minh nước lên láng. Nước quá cao luôn. Thắng cái gì vậy? Không, không à, không à bưởi. Không hả bưởi? Không hả bưởi? Chi mấy cái nha? Đớp phóng mà chạy cũng không thoát. Quá đã luôn nha. Đây, lên hàng nhân đầu tiên. Nhà còn đang tầm ký một ký hai á, quá sướng. Im. Đây, test thử thành công luôn, mới làm hôm qua luôn. Này mẫu huyền thoại nha. Mẫu heo lai huyền thoại này thép bếp dầu 2.8. Thành công. Mới làm hôm qua luôn. Này làm hưu là ngon này.
lên hàng lên hàng lên hàng uống lại quá hôm nay hai em con mự được ký hai con nhỏ 4 lạng nha nha hai con thôi. Để nâng cao chất lượng của lưới câu thì lưới câu được làm xong thì mình sẽ tiến hành găm nó cả nhà.
giam qua nhiệt cho nó, cho nó cứng lại, tăng độ cứng của lưỡi câu lên. Đây, đưa vô lò giam. Đây giam một thời gian thì nó sẽ chuyển màu vàng lên, rồi mình sẽ bỏ vô dầu. Kết trình anh em nghe âm thanh của lưỡi chưa giam, lưỡi đã giam, cái chưa giam này, nghe âm thanh này. Lưỡi đã giam đây nè, nghe âm thanh này rất cứng rồi nha. Đây mẫu sau khi giam nó có màu hơi vàng vàng. Cái bọc màu cá đẹp. Mẫu phép C40 anh em ơi. Lưỡi này 2 ly. Mẫu này có thể câu cá từ 1 lạng rưỡi tới 6-7 kg luôn anh em ơi. Rất là cứng và bén ha. Cứng và bén.